Xin chào tất cả các bạn. Trong bài học ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu với các bạn về một cái chức năng ở trong After Effects, đó là RAM Preview. Tại sao chúng ta lại có cái chức năng này? RAM Preview có tác dụng giúp cho chúng ta có thể preview toàn bộ các cái hiệu ứng mà chúng ta đã xây dựng ở trong phần mềm After Effects bằng RAM. Cái này nó mang chức năng này mang lại rất nhiều lợi thế cho những bạn nào có máy tính có cấu hình RAM nhiều, chẳng hạn như tối thiểu là 16 GB trở lên, thì các bạn có thể sử dụng chức năng RAM Preview này một cách tương đối mượt mà và tiện lợi. Như ở đây các bạn có thể thấy tôi đã tạo sẵn một cái project có sẵn ở đây và tôi đã hiệu ứng vào cái dòng text đang hiển thị ở trên màn hình đây này ở đây. Như các bạn có thể thấy ở đây tôi đã add một cái hiệu ứng là Light Ray vào cái dòng text này. Thì sau đây chúng ta sẽ xem qua một chút về cái hiệu ứng đang được áp dụng ở trên cái dòng text này. Trước khi chúng ta bắt đầu thử thì các bạn chú ý một chút. Như các bạn đang thấy ở dưới đây, ở khu vực timeline, chúng ta có thể thấy rằng toàn bộ cái dòng text này chưa hề được render. Vì nếu được render thì nó đã có màu xanh. Còn mặc định thông thường thì cái dòng text này nó sẽ là một màu đen không có gì cả. Thì bây giờ tôi sẽ thử kéo. Ở đây thì tôi đang để cái chế độ preview là half, do máy chọn một cách auto. Còn nếu không các bạn có thể tùy chỉnh thành full hay là bất cứ cái chế độ nào mà các bạn cảm thấy rằng máy tính các bạn có thể loát mượt nhất. Đây, như các bạn có thể thấy khi tôi kéo chuột thì cái hiệu ứng này sẽ được render, như các bạn đang thấy. Nó sẽ được render toàn bộ như các bạn đang thấy trên màn hình. Tuy nhiên thì khi chúng ta kéo như thế này, chúng ta không hề có thể nghe được tiếng audio mà chúng ta đã áp vào ở cái đường phía dưới, như các bạn đang thấy ở đây. Ở đây tôi có một cái file audio MP3 đã được áp sẵn. Vậy để có thể xem và nghe được cái audio này thì chúng ta phải sử dụng đến cái chức năng RAM Preview ở đây. Cái này tôi đã giới thiệu với các bạn ở trong bài giới thiệu tổng quan về After Effects. Cái này tôi đã giới thiệu với các bạn ở trong các bài học trước. Thì ở đây chúng ta có một số cái chức năng. Ở đây chẳng hạn các bạn có quyền ẩn audio đi này, hay là sử dụng quá trình chạy tự động chạy lặp này, hay là tua nhanh này, các thứ. Và đây là nút play và các bạn có một cái shortcut, tức là các bạn có quyền chọn phím tắt để các bạn sử dụng chức năng này. Sau đây thì tôi sẽ thử ấn nút cách để chúng ta thử render cái hiệu ứng này. Như các bạn có thể thấy ở đây là chúng Rồi, như các bạn đã vừa thấy ở đây thì chúng ta đã có thể nghe được hoàn toàn cả âm thanh của file này nữa. Đấy là cái chức năng tương đối quan trọng của RAM Preview. Nó giúp chúng ta có thể hoàn toàn làm việc với âm thanh như là ở trong Premiere Pro. Ở đây, sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn một số cái setup về vấn đề RAM Preview này. Thì các bạn nhìn lên thanh menu ở trên cùng, các bạn ấn vào mục Edit. Đây, chúng ta chọn mục này. Sau đấy chúng ta chọn số mục Memory. Như các bạn thấy ở đây, máy của tôi nó có khoảng 16 GB. Và ở đây tôi để số RAM cho các ứng dụng khác là chỉ còn 3 GB thôi, còn có 12,9 GB cho hệ thống After Effects. Ở các cái phiên bản thấp hơn ấy thì các bạn sẽ có tương đối nhiều tùy chọn ở đây. Các bạn thay vì như ở phiên bản này chúng ta chỉ còn có tương đối ít tùy chọn, ở các phiên bản cũ thì chúng ta sẽ có tùy chọn thêm các chức năng nâng cao hơn. Nhưng bây giờ thì các phần mềm đời mới như CC015 này thì nó tự động auto tất cả luôn. Như bạn thấy ở đây. Thường thì tôi khuyên các bạn chỉ nên set nó vào khoảng, chẳng hạn nếu các bạn có 16 GB thì các bạn chỉ nên set nó khoảng 10 GB thôi, để chúng ta có khoảng 6 GB khác để làm các ứng dụng khác, nó giúp đảm bảo cho các bạn vẫn có thể sử dụng các chương trình khác cùng lúc trong việc sử dụng phần mềm After Effects. Còn nếu bạn nào muốn tập trung toàn bộ sức mạnh vào việc render After Effects thì các bạn nên để số RAM này ít thôi, và đồng thời thời điểm đó các bạn đừng nên mở quá nhiều chương trình khác nhau vì nó sẽ ăn vào RAM và cảm giác máy sẽ bị giật. Như vậy là tôi vừa giới thiệu với các bạn về chức năng RAM Preview ở trong After Effects. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài học sau.